lời chứng của Adon Mukun. Phần 2, người phù thủy cũ chống lại cơ đốc nhân trong cuộc chạm trán về quyền lực. Bác sĩ huyền bí Tôi đã gặp một con quỷ nói với tôi, Lucifer có một kế hoạch cho bạn nhưng bạn sẽ bắt đầu với tư cách là trợ lý của một bác sĩ, một nhà huyền bí và người làm ảo thuật trong rạp xiết. Bạn sẽ học hỏi từ anh ấy cho đến khi có thông báo mới một trong những màn biểu diễn của bác sĩ này trong rạp xiếc là đổi giấy sang tiền anh ta sẽ lấy một tờ giấy và nhai nó và khi nó hoàn thành anh ta sẽ rút tiền ra khỏi miệng nhưng trong một lần tình cờ trong rạp xiếc anh ta đã nuốt một tờ giấy sau đó bụng của anh ta bắt đầu phồng lên anh ta nhanh chóng thôi miên những người không thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra với anh ta và cái bụng của anh ta sau khi cảnh tượng kết thúc chúng tôi quay trở lại hành tinh thứ hai và khi chúng tôi đến vương quốc, đã có sự hỗn loạn. Mọi người đã chạy ở đây và ở đó. Khi họ nhìn thấy chúng tôi đến, họ hét lên, những kẻ gây rối đã đến. Bác sĩ đã bị bắt và bản án của vụ việc trong rạp xiết đó là cái chết. Tôi được yêu cầu thay thế anh ta nhưng con quỷ không cho tôi biết sự thật về những gì đã xảy ra. Sau đó, tôi trở lại trái đất và tôi hỏi Satanic Adonis, người đã khởi xướng cho tôi anh ấy nói rằng bác sĩ đã nhầm lẫn nó là một tai nạn tình cờ anh không biết rằng tờ giấy anh đang sử dụng là của kinh thánh tân ước anh ấy đã biến nó thành tiền đó là lý do tại sao anh ta đã gặp rắc rối sau đó tôi hỏi những gì được viết trên tờ giấy đó satanic từ chối nói về nó trước sau đó ông nói rằng nó đang nói về chúa gieo cứu thế giới bạn yêu quý, tôi đã dành 20 năm trong chủ nghĩa Satan. Tôi đang tìm kiếm sức mạnh. Tôi đang tìm kiếm một siêu năng lực trong điều huyền bí nhưng tôi đã gặp tên của Chúa Giêsu, siêu năng lực thực sự. Tôi đã thấy thế giới đen tối hỗn loạn chỉ vì danh Chúa Giêsu được viết trong tờ giấy tân ước đó. Những cơ đốc nhân hàng ngày đang đọc Kinh Thánh và kêu cầu Chúa Giêsu đang tự lấp đầy mình bằng sức mạnh đến mức họ đang gây ra sự tàn phá cho vương quốc bóng tối. Cơ đốc nhân đánh cá Một ngày nọ, một cậu bé được cho là phải hy sinh cha mình trong vương quốc của Satan. Người cha là một ngư dân. Tôi đã phải thực hiện cuộc hành quyết. Tôi đã đi du lịch sông. Tôi thấy người đàn ông đang đánh cá trên thuyền. Cậu bé đã xác định được thời gian và cách thức cái chết của cha mình là do đuối nước. Tôi đến và triển khai hoặc thành lập lĩnh vực mê hoặc một khi trường này được triển khai nạn nhân sẽ nghĩ rằng anh ta ổn và mọi thứ vẫn bình thường nhưng trên thực tế anh ta đã ngủ bị thôi miên và bị vô hiệu hóa trong thực tế bạn ngừng hoạt động hoặc hoạt động nhưng bạn có ấn tượng rằng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường mặc dù bạn đã bị thôi miên và vô hiệu hóa để gây ra tai nạn máy bay hoặc tai nạn ô tô chúng tôi sử dụng trường này mọi người trên xe buýt ô tô hoặc máy bay sẽ có ấn tượng rằng xe buýt hoặc máy bay vẫn đang chuyển động nhưng thực tế là nó đã dừng lại rồi họ sẽ không nhìn thấy nó hoặc trải nghiệm nó nó giống như một cỗ máy thời gian đã dừng lại nhưng trong chừng mực các nạn nhân xe buýt hay máy bay vẫn đang di chuyển họ đã bị thôi miên vì vậy tôi đã triển khai lĩnh vực mê hoặc xung quanh chiếc thuyền đánh cá đó người đàn ông nghĩ rằng anh ta vẫn đang câu cá mặc dù anh ta đã bị thôi miên vô hiệu hóa và ngủ. Tôi lật ngược thuyền. Người đánh cá bị chìm xuống sông và dưới mặt nước, có những con quỷ đang ở vị trí và chờ đợi để bắt anh ta. Sau đó người đàn ông bị bắt bởi những con quỷ dưới mặt nước nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Khoảnh khắc ma quỷ đặt tay lên người đàn ông đó, anh ta đã hét lên tên của chúa dêu. Bạn yêu quý, tôi thấy người đàn ông bị đẩy ra khỏi sông đến bờ sông. Tôi ngạc nhiên, sốc và bối rối. Ở vương quốc Lucifer, nếu bạn thất bại trong nhiệm vụ của mình, đó là cái chết hoặc sự điên rồ nhưng sự ưu ái của Chúa đã dành cho tôi. Tôi quay trở lại vương quốc địa ngục để báo cáo chuyện vừa xảy ra. Khi tôi đến đó, một cái gì đó mở rộng tầm mắt đã xảy ra. Tôi nói với Lucifer rằng người đàn ông đã chìm xuống nước. Anh ấy đã ở trong tay các thiên thần của chúng ta, sau đó anh ấy hét lên tên của Chúa Giêu bạn yêu dấu, khi tôi tuyên bố tên của Chúa Giêu, Lucifer đã bị ném ra khỏi ngai vàng của mình và té trên mặt đất. Ngày hôm đó tôi đã thấy Lucifer yếu đuối như thế nào khi đối mặt với danh Chúa Giêu. Anh ấy giống như bị ai đó tước bỏ quyền lực của mình. Anh ấy thực sự rất yếu. Đây là sinh vật làm rung chuyển mặt đất khi anh ta nói nhưng anh ta không thể mang danh của Chúa Giêsu. Ma quỷ không thể ở xung quanh danh Chúa Giêsu. Tôi luôn cảm thấy phấn khích khi được nhắc đến tên của Chúa Giêsu. Giá như những người theo đạo Chúa Giêsu biết được sức mạnh của danh đó. Trên thực tế, Chúa Giêsu chiến đấu cho chúng ta trong những cuộc chiến vô hình khi chúng ta thậm chí không nhận thức được chúng. Sau sự cố ở hành tinh thứ hai đó, tôi được yêu cầu không được nhắc đến tên của Chúa giê trong vương quốc địa ngục và không được đứng trước Lucifer nữa. Bây giờ tôi phải điều tra lý do tại sao tôi thất bại tôi phải xác định người đánh cá đó là ai sức mạnh đằng sau anh ta là gì anh ta thuộc thứ tự thần bí nào để tôi có thể tấn công anh ta một lần nữa bạn yêu dấu khi bạn giành chiến thắng trong trận chiến chống lại vương quốc bóng tối đừng nghĩ rằng nó đã kết thúc và bạn có thể nghỉ ngơi những người theo chủ nghĩa vệ tinh không bỏ cuộc khi họ thất bại lần đầu tiên họ sẽ tập hợp lại và đến lần thứ hai để phản công vì ma quỷ luôn tìm kiếm những chiến lược mới và phương pháp mới để qua mặt những người theo đạo cơ đốc khi bạn là mục tiêu của ma quỷ nó sẽ không bỏ cuộc cho đến khi chiến thắng nếu tất cả các chiến lược tâm linh đều thất bại anh ta sẽ kết thúc một cuộc đối đầu thể xác anh ta thậm chí có thể sử dụng mục sư của bạn để chống lại bạn và hạ gục bạn tôi vẫn còn bối rối về những gì đã xảy ra trên hành tinh thứ hai. Chỉ cần trích dẫn tên của chúa Gieo đã khiến Lucifer bị ném trên mặt đất. Ông ấy nói, con trai của tôi, đừng trích dẫn tên đó trước mặt tôi một lần nữa. Philip 2, mười rằng nhân danh chúa giê -xu, mọi đầu gối phải cúi đầu, kẻ ở trên trời, kẻ ở dưới đất, và kẻ bên dưới đất, 11 và mọi lưỡi phải xưng rằng chúa giê -xu Christ là chúa, trước sự vinh hiển của cha. Sau khi điều tra, tôi xác định rằng người đánh cá là một trưởng lão trong nhà thờ, một tín đồ đạo đấng cơ được tái sinh. Một cơ đốc nhân cầu nguyện chiến đấu. Một ngày nọ, tôi được giao nhiệm vụ điều tra tại sao đường dây liên lạc giữa hành tinh thứ hai hoặc vương quốc Lucifer và một quận trong tỉnh của tôi không tốt. Mỗi khi những người hầu của Lucifer giao tiếp với nhau, đều có sự cản trở. Vì vậy, tôi đi điều tra theo lệnh của Lucifer ban đầu chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang giải quyết các vấn đề về cơ sở hạ tầng khi tôi đến quận đó tôi đến gặp người đại diện chính của lucifer tôi nhận thấy anh ta có một chiếc cà vạt trên cổ khiến anh ta không thể nói chính xác sau đó tôi du hành đến thế giới phù thủy như một phần của cuộc điều tra của tôi tôi nhận thấy rằng tất cả các phù thủy từ quận đó đều có những chiếc cà vạt giống nhau trên cổ luôn đeo trên cổ họ sau đó Tôi tập hợp những linh hồn lang thang từ quận đó trong một cuộc họp. Tôi đã hỏi họ về tình huống này. Sau đó, họ nói với tôi rằng có một cơ đốc nhân được sinh lại là người lãnh đạo cầu nguyện trong nhà thờ cộng đồng ngủ tuần thứ 30. Một ngày nọ, anh ấy đang cầu nguyện và anh ấy đưa ra một điểm cầu nguyện và nói, bởi vì các phù thủy đang tấn công chúng ta vào ban đêm và bóp cổ chúng ta, do đó kể từ hôm nay chúng ta ra lệnh buộc dây vào cổ họ và bóp cổ họ họ sẽ đấu tranh để thậm chí nói chuyện. Kể từ ngày đó trở đi, tất cả những người hầu của chúng ta ở đây trên đất nước này đều khó nói chuyện. Tất cả họ đều bị thắt cổ bởi những sợi dây buộc này trong cổ của họ. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đứng sau những lời tiên tri của tôi tớ ngài để làm ứng nghiệm chúng. Hãy lắng nghe, cách bạn cầu nguyện tùy thuộc vào đức tin của bạn, nó sẽ xảy ra tương ứng. Esai 44, 26 đấng xác nhận lời của tôi tới Ngài và thực hiện lời khuyên của các sứ giả của Ngài. Bây giờ người lãnh đạo cầu nguyện này là anh trai của đại diện chính của Lucifer trong quận này. Vì không có giải pháp nào cho vấn đề này, tôi đã đến gặp gia đình họ và tập hợp họ. Tôi nói với họ, người nhà của tôi đang bị đau ở cổ. Anh ta không thể nói chính xác vì có người trong gia đình đã nói những lời không hay. Người đó có thể là một phù thủy tôi đã đề cập đến tên của người lãnh đạo cầu nguyện đó người có mặt trong buổi họp gia đình tôi đã buộc tội anh ta là một phù thủy anh ta phủ nhận điều đó sau khi anh ta phủ nhận điều đó tôi nói với người đàn ông anh đã nói những lời tiêu cực đang ảnh hưởng đến mọi người sau đó người lãnh đạo buổi cầu nguyện tỏ ra khiêm tốn anh ta nói nếu tôi nói những lời tiêu cực ảnh hưởng đến mọi người, tôi rút lại chúng. Vào lúc người lãnh đạo buổi cầu nguyện hủy bỏ lời kết tội của mình đối với các tôi tớ của chúng tôi, chúng tôi đã nắm bắt được lời của anh ấy. Kết quả là, những sợi dây buộc trên cổ của những người hầu của chúng ta, những người theo đạo Satan và phù thủy đã được gỡ bỏ. HTTPS Manadivin.com 2022 07 12